có sao được lắm chị đấy nhở? Không được đồng hồ sơ xin đi ra thẳng lên đại sứ quán phải qua đơn vị khác quá. Mà lại còn phải mất thêm tiền xử lý hồ sơ. Mẹ thêm như này thu thêm tiền của dân trường gì nữa. Alo ạ. Em chào anh chị ạ, em là Bích, chuyên viên xử lý visa của Nippon Travel ạ. Em ơi, anh sẽ không cần những giấy tờ gì em nhỉ? Chị đang muốn tự làm rồi tự nộp lên đại sứ quán ấy. Chị ơi, bây giờ đại sứ quán lại không nhận hồ sơ lẻ nữa cơ, phải qua đơn vị ủy thác. Chị để lại thông tin cho em nhé, để em sẽ tư vấn. Sau đó là mình chỉ cần gửi một số phí dịch vụ thôi ạ. Không được lắm chị đấy nhỉ? Không được đồng hồ sơ xin visa thẳng lên đại sứ quán, phải qua đơn vị ủy thác quá. Mà lại còn phải mất thêm tiền xử lý hồ sơ. Mẹ thêm như này thu thêm tiền của dân trường gì nữa. Chị ơi, em nghĩ là đại sứ quán cũng có lý do để không nhận hồ sơ lẻ nữa ấy chị ạ. Hợp lý như nào thì dạy đi xem nào. Vâng ạ, em nghĩ là cái việc làm hồ sơ visa ấy thì khá là phức tạp với cả cần độ chính xác cao. Nếu mà mọi người tự nộp hồ sơ ấy mà mỗi người thiếu một chút thì đại sứ quán rất là khó để có thể liên hệ với từng người để bổ sung hồ sơ chị ạ. Ví dụ như là chị đang là visa thăm thân thì visa thăm thân sẽ cần cả giấy tờ bên Nhật cũng như là giấy tờ bên Việt Nam. Ngoài ra mình còn có cả thư mời, thư bảo lãnh rồi thì giải trình bằng tiếng Nhật nữa, hơi phức tạp chị ạ. Vâng, nên em nghĩ là để tránh cái việc sai sót cũng như là để xét duyệt nhanh hơn ấy, đại sứ quán mới không nhận các cái bộ hồ sơ lẻ nữa. Thế à? Nghe cũng có vẻ hợp lý. Vâng ạ. Em nghĩ là mình bỏ thêm một chút phí ấy, nhưng mà mình yên tâm hơn vì cái hồ sơ của mình được chỉnh chu, không lo bị thiếu giấy tờ chị ạ. Vâng, về phần đại sứ quán, em nghĩ đại sứ quán cũng dễ dàng quản lý hơn qua các đơn vị ủy thác chính thức ấy. Số lượng hồ sơ bị sai sót với cả bị thiếu giấy tờ cũng sẽ ít hơn. Về phần của đại sứ quán thì đại sứ quán cũng sẽ yên tâm hơn trong cái việc liên hệ với các khách hàng và cũng dễ quản lý hồ sơ hơn. Ừ, thôi thì bỏ thêm chút tiền nhưng mà mình yên tâm hơn, mới không phải đau đầu về giấy tờ vậy. Thôi có gì em tư vấn cho chị nhé. Vâng, thế chị cho em xin thông tin của người bảo lãnh ở bên Nhật nhá. Với cả thông tin của chị nữa ạ. Dạ vâng, vâng ạ. Nippon Travel, vé tốt, visa nhanh.